Địa chỉ đầu tiên là quán Vua Gà Thảo Dược, nằm tại số 1 và 2 lô 8A Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng. Quán đã được review rất tốt trên fanpage Món Ngon Hải Phòng, nổi tiếng với món lẩu gà thảo dược là món quán nghiên cứu và chế biến thành công bằng cách sử dụng các nguồn thảo dược đa dạng và phong phú của Việt Nam. Bên cạnh đó còn có một trong những món ăn nổi tiếng bổ dưỡng tại Hàn Quốc nay cũng đã có mặt tại quán, đó chính là món gà hầm sâm. Được thiết kế với tông trắng vàng là chủ đạo, Vua Gà Thảo Dược mang lại không gian ấm áp, đồng thời phong cách bố trí bàn ghế cũng tối giản diện tích, tạo ra sự thoải mái cho khách hàng khi đến đây thưởng thức các món ăn.